Thuộc không? Thuộc mấy bạn này không? Thuộc ra không được. Hay nha, nhạc hay nha. Đi đám cưới có hát không? Ôi, hát được không chàng? Lên sân khấu hát luôn hả Thanh? Bà quẩy bà đi chứ. Bà tư bà tư bà mặc đồ dài nhìn đẹp không Thanh? Bà tư bà bảy ai mặc đồ dài đẹp? Bà bảy mặc đồ dài đẹp. Dạ yeah. Nhìn kỹ ra bà bảy ha bà tư. Bà bảy rồi tình hình khỏi vô bà tư chơi đi nha. Nào muốn đi đi à, đi vô bà không có cho vô đâu, không nói bà đẹp là sao bà chịu được, bà giận rồi. Tại bà bận đồ không có áo dài. Có bà tư có mặc áo dài đàng hoàng đi nãy thấy bà đi mình bà đó. Ờ nhìn kỹ ra đẹp không? Bây giờ lại mới biết không? Gì đó heo nữa phải heo không? Gì đó gì la gì vậy hả? Hai em Châu gì la gì vậy em Châu? Trời ơi bà này bà thai hoài luôn á trời. Bà nào đó? Bà có dâu hả? Ừ. Hai bà bảy bộ này thai bộ kia hoài hả? Ừ. Nãy giờ bà mấy bộ rồi? Nha, bà mấy bộ rồi? Nãy giờ bà thay nãy giờ mấy bộ áo dài rồi? Không biết. Nó biết mặc đồ khác rồi đó. Thấy không? Đồ dài giờ thay đồ khác. Nãy đồ dài màu vàng. Ừ. Rồi màu tím. Nhà màu gì? Giờ quá thay tùm áo biết tùm. Và màu xanh. Phải màu xanh không? Ông này ông xui. Không, đây nè. Ông xui đó. Cha của anh Thuận á, chú Thuận á. Thấy ông Thuận bây giờ không biết sao. Nhìn chú Thuận ra không? Nhìn chú già. Chào con Kim Anh ơi, con không ngoan hả con? Miếng trầu, miếng cao lên nghĩa phố thề hả? Này này hay quá. Cuối cùng thay hồi nãy giờ thấy bằng quá bằng áo này giờ thay bộ đồ khác nữa rồi ghê chưa bà này có thay quá trời được nha bộ á. Ừ. Bà đó chắc bà giàu lắm nha, có nhiều đồ quá. Bà giàu với áo này áo kia. Ừ bà giàu giàu không? Dạ ông Thanh, giàu mới có nhiều đồ mấy à. Bà mặc đồ này đồ kia luôn hả? Ông Bảy, ông bận áo quét lên thấy ông sang thiệt chứ. Trời, với chàng sang không? Lắm, nhìn ông Bảy kìa.